Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục lại có thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc của chị Kim Hà và tập đoàn Xà Lan rồi. Đó. Thi thể của chị Hà như thế nào? Anh Neo nói là nổi ngay chỗ vợ con chìm luôn á. Đó, đây là một cái đoạn mới nha quý vị nha. Anh Neo nói là nổi ngay chỗ vợ con chìm luôn á. Ủa thế em hỏi mọi người là cái chỗ mà vợ con chìm đó sao anh không chỉ cho người ta tìm vợ anh ở chỗ đó? Đó, nổi ngay chỗ vợ con chìm luôn á. Em hỏi mọi người là cái lý do nào mà anh biết cái chỗ chìm mà anh lại không chỉ cho người ta quý vị? Anh biết cái chỗ mà vợ anh chìm chỗ nào mà anh không chỉ? Dì Năm gọi là con đang chạy về nha, nó nổi ngay đúng chỗ vợ con chìm. Em nói với tất cả mọi người là Dượng Mười nói là nổi ngay chỗ vợ con chìm á, mọi người thấy chắc chắn chưa? Vậy là chính tỏ anh này anh chắc chắn anh biết chỗ chìm chứ, mà anh có nói cho ai biết cái chỗ chìm đâu. Đó, em nói mọi người là khi mà dì Năm gọi cái là nghe dì Năm ơi, Dượng Mười báo cho con rồi. Em hỏi mọi người là Dượng Mười báo cho con là vợ con đang nổi lên, là nổi ở đâu quý vị? Nổi lên ngay cái chỗ vợ con chìm á. Vậy mà anh có đâu có nói với người ta, đúng không? Anh nói với người ta đâu có nói là ở cái chỗ đó, là cái chỗ vợ anh chìm thì bảo người ta đi kiếm. Anh giấu. À, đến khi mà tìm thấy xác vợ rồi, bắt đầu anh mới lộ ra là vợ đã nổi lên đúng chỗ chìm. Rồi lại gài xuống ra, rồi lại còn lại gì đó. Chiếc xe của anh em. Dưỡng cái nhảy xuống kia chứ. Chắc nói về cái này nè, đi đi nè. Đi rồi con chạy xe ngang như đợi, đậu như đợi như buồn á. Nó mấy đậu cá đi vậy. Chưa, đang đợi công an chưa? Dưỡng cái nhảy xuống kia chứ. Chắc nói về cái này nè, đi đi nè. Đi rồi con chạy xe ngang như đợi, đậu như đợi như buồn á. Mấy đậu cá đi vậy. Đó, thì cái câu nói này của anh Neo gọi cho Dượng Chín cũng không phải là xà lan hư, mà là cậu chạy xà lan vô bờ đậu giùm con, thấy không? Chứ không để nó lu bu, xà lan nó máy nó hư chứ. Anh chạy vô bờ ăn đậu mà anh phải chạy đúng cái lúc mà vợ anh chưa đưa lên. Em hỏi mọi người là có gấp gáp đến như vậy không, đúng không quý vị? Em hỏi mọi người là cái anh có gấp gáp với cái mức độ mà anh lúc mà em nói mọi người là xác vợ anh là tìm mà em nói 12 ngày mới thấy, nhưng mà khi thấy chưa kịp đưa lên là xà lan đã được đánh gấp rời khỏi hiện trường chứ không có lu bu. Em hỏi mọi người có cái gì mà vội vàng dữ vậy? Rồi lại gài xuống ra, rồi lại còn lại gì đó. Chiếc xe của anh em. Chắc Dưỡng cái nhảy xuống kia chứ. Chắc nói về cái này nè, đi đi nè. Đi rồi con chạy xe ngang bờ vô đậu vô đó vô buồn á. Mấy đậu cá đi vậy. Chưa, đang đợi công an chưa? Cái này phát hiện trước. Rồi bình bình dưới cậu nè. Bà con nhìn lên cái phòng cháy thì mình nghĩ là phải lột da hết trơn rồi. Lột da. Trời ơi, bên giận đâu cho đụng vô đâu, nó sợ mình á. Không đụng vô được, coi như là không tiếp xúc được anh ơi. Bây giờ để cho cơ quan chức năng là... để cho công an đi ra trước. Trực giúp. Thì à, nhảy xuống rồi. Quá rồi mấy ơi. Thấy vợ anh trôi đó, đúng không? Anh nói là để công an họ ra vớt. Anh không lại vớt thì thôi, anh đứng ở trong đó hay là anh theo dõi, anh đưa vợ anh về lo làm đám tang, không, anh phải đánh xà lan gấp rời khỏi hiện trường cho dù cái lúc đó người ta đã đưa vợ anh lên đâu. Em hỏi mọi người chứ lúc đó chưa đưa vợ anh lên mà anh đã phải đánh xà lan đi rồi thì em hỏi tất cả mọi người anh sợ cái gì trong đấy? Dự tính chạy xuống đây luôn vậy chứ.
Ông con chạy xuống cho con lên chảnh lấy nhang cúng luôn nha chính. Ông chạy đạp vô cho con lên bên trên xe lan được không? Kinh lấy nhang rồi đưa nhang rồi cúng á. Đó, em hỏi tất cả mọi người là anh leo này anh nói là lấy nhang cúng. Lấy nhang cúng mà phải cặp cái xà lan để anh leo lên xà lan anh mới lấy được. Em hỏi tất cả mọi người là liệu rằng lên xà lan để lấy nhang hay lên để bàn tính. Là con nhờ Dượng là Dượng chạy xà lan đi giúp con cái. Chứ không để đây là chốt con á. Em hỏi mọi người lấy nhang có cần phải lên xà lan không mọi người? Anh lấy nhang thì anh bảo Dượng chín là Dượng kè gần chỗ con, Dượng đưa cho con cái bó nhang. Tại sao lại phải nói là Dượng kè xà lan vô để con leo lên xà lan của Dượng luôn? Ông hỏi mày lên làm gì à? Con lên lấy nhang. Ủa lấy nhang để tao đưa cho chứ mày lên làm gì? Đó. Ông chạy cặp vô cho con leo lên trên xà lan được không? Ủa leo lên làm gì? Ông Dượng chín nó hỏi mà mày leo lên làm gì? Kinh lấy nhang rồi đưa nhang rồi cúng á. Thì đưa nhang tao đưa cho mày nhưng mày lên làm gì? À, em hỏi mọi người là anh Dượng chín, anh Tuấn đang gọi Dượng chín, là Dượng chín thì Dượng xuống cái Dượng chín xuống thì con leo lên xà lan. Ủa mày leo làm gì? Đấy. Anh được không? Kinh lấy nhang rồi đưa nhang rồi cúng á. Con lên chảnh lấy nhang cúng luôn Dượng chín. Ông chạy cặp vô cho con leo lên trên xà lan được không? Mày leo làm gì? Kinh lấy nhang rồi đưa nhang rồi cúng á. Đó em hỏi mọi người chứ trong cái vụ việc này á, là cũng có sự góp mặt của Dượng chín nữa đấy quý vị, không phải là chỉ Dượng mới gì mời đâu. Bởi vì khi mà Dượng chín chạy xuống ấy, là anh này anh leo lên xà lan không biết bàn tính cái gì đó mà anh đã phải rời xà lan gấp khỏi hiện trường, rời nhanh cái mức độ mà bốn cái bao đồ của chị Hà trên xà lan nó còn chưa kịp bỏ xuống cơ. Làm cho gì mời anh Mẫn với chị Tiền là chạy toán loạn. Đó. Em nói mọi người là anh Nhẫn với chồng chị Tiền ấy, cùng với chị Tiền, cùng với dì Mười đã đuổi theo đến tận cảng Mỹ Thới. Đó, đến đó làm gì? Đến đó để lấy bốn bao đồ đã chuẩn bị sẵn cho xà lan. Em nói mọi người là đánh cái xà lan đi gấp đến cái mức độ mà không kịp vứt cái bón đồ của chị Hà xuống là mọi người hiểu rồi đấy. Đó, thì em nói tất cả mọi người cái vụ việc này thì trước sau thì nó cũng sẽ sáng tỏ thôi. Bởi vì những câu nói của anh Neo này vẫn được em cho mọi người nghe hàng ngày. Vì lẽ nó già dính như thôi. Để già sớm nha, con coi già ngang ngang. Kèo hay quá. Vì lẽ nó già dính như thôi. Để già sớm nha, con coi già ngang ngang xà lan mình đó. Đó, khi mà dì Năm hỏi, gọi hỏi, anh cũng nói là cào nổi đúng chỗ vợ con chìm luôn. Mà em hỏi tất cả mọi người chứ cái chỗ vợ ăn chìm một mình anh với Dượng Mười biết hay sao ta? Đấy không? Nói Dượng Mười biết. Đấy, dì Năm biết. Quý biết không? Em hỏi tất cả mọi người là dì Năm biết, Dượng Mười biết, Dượng Chín biết và dì Mười là cái người mà đã đưa ra cái ý đồ đi tìm ở đảo Đài Loan. Nhưng mà khi chị Hà nổi đúng chỗ chìm cái dì Mười đâu có nhắc gì đến. Tại sao nó lại báo mộng cho tao sai ta? Em hỏi tất cả mọi người chứ có đời thủa nào báo mộng cho 8 người, báo mộng cả chục lần mà không có ai trúng hết đó. Mà báo mộng cho người nào cũng giống nhau hết đó. Ha, báo mộng cho ai cũng nằm ở cám vàng gốc cây đè lên, rồi là báo nằm ở cái bè không có nuôi cá. Nhưng mà kết thúc là em hỏi tất cả mọi người có đâu. Thực ra là nó chỉ là một cái màn kịch để cho mọi người đi tìm. Đừng để cho mọi người đừng có tìm ở cái chỗ chị Hà nổi lên. Chứ mất công chị Hà nổi lên lần phần ở đấy thì em hỏi mọi người làm sao mà thoát được. Đó, nên là nó mới có cái cuộc gọi là ủa mày neo hay quá hay là mày treo hay quá gì đó. Ngang xà lan luôn hả? Ở ngang xà lan luôn. Ủa xà lan luôn. 12 ngày mà nổi ra xà lan thì trôi đâu. Xịt treo hay quá. Vì lẽ nó già dính như thôi. Để già sớm nha, con coi già ngang ngang xà lan mình đó. Rồi con đang chạy về nè. Trời ơi, nói nẩu lên nó có gì đâu mà. Rồi. Nổi đúng chỗ chìm mà anh lại bảo nổi chứ có gì đâu. Nếu như là anh có nghi ngờ không? Nhưng mà dòng họ xà lan không có ai nghi ngờ. Em nói mọi người thấy lạ như vậy á. Vợ của anh ấy là bị đưa xuống cái hầy luôn.
Em nói người ra đi không biết lý do, nhưng mà anh em anh có đâu có thắc mắc đâu. Anh nói đấy là do bà Thủy. Trong họ Sa Lan không ai thắc mắc. Em hỏi một người là lạ thật. Họ cũng phải đưa ra cái câu hỏi là ủa, con Hà nó bị cái gì mà nó đưa trong cái hầy vậy. Cả hai bên cùng tìm hiểu. Đây là em nói một người là bên chị Hà là tìm bằng chứng, cả bên anh em này là cứ nói là điều tự nhiên, nó nằm dưới sông là bà Thủy sao biết được. Mọi người thử nghe cái lời nói này, mọi người có tin không? Em vẫn nói với tất cả mọi người nó phải có điều gì đấy. Cái vụ việc này trước sau thì em nghĩ cũng sẽ sáng tỏ thôi ha. Bởi vì dựa vào những cái lời nói của dì 10, dượng 10, dượng 9, anh Nhẫn, chị Tiền đó, những cái người mà em nói mới liên quan là dì 5 thì em nói mọi người là cái người nhận cuộc gọi đầu tiên. Dì 5 bắt đầu nghe anh Tuấn gọi là bắt đầu run hết giò rồi. Bởi vì dì 5 đã được báo trước rồi, đúng không? Nếu không làm gì mà anh Neo đã nói gì đâu mà dì run giò. Thì anh phải cái gì đó anh sợ là anh mới run. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi chị Kim Hà ra đi, chị Kim Hà có gọi cho anh, cho gọi cho dì Năm. Thì Năm nói là trước giờ nó chết, nó gọi cho tôi, nó nói là anh Neo là đòi lên cảng Mỹ Thới, con không cho. Dì Năm nói là không cho là đúng. Ở trên đó thằng bến anh chơi đi điếm không à, anh chơi đi điếm mà 1 triệu sao mà đủ chơi cái gì. Anh hỏi 1 triệu mà chị Hà nhảy sông. Thực sự là một cái điều em nói mọi người là không thể tin được. Nhưng mà em nói mọi người cái vụ việc nó sẽ sáng tỏ. Tuy nó lâu thôi chứ không phải là không có. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người chứ những cái câu nói, những cái bằng chứng là nhân chứng ấy. Ở đây là ai? Là dượng 10 cùng cưa cái sắt là một nhân chứng rồi. Còn cái ông xuồng cào chở anh đi báo công an là hai nhân chứng là đủ rồi. Em nói mọi người hai nhân chứng là đủ rồi. Làm việc với hai người này thôi là đủ. Bởi vì hai người này mà khai là chật lất hết. Đâu có đúng đâu quý vị, nó đâu có đúng đâu. Bởi vì cái việc mà thật ấy là họ sẽ nói kiểu gì nó cũng đúng. Còn cái việc mà nó không có thì em nói mọi người giấu đầu lòi đuôi là họ biết hết. Đó, nên là mọi người yên tâm đi, em vẫn tiếp tục cập nhật thông tin cho mọi người xem. Nên là mọi người đừng có lo lắng ha, không có chim xuống được đâu. Đến khi nào mà mọi người chán không xem nữa thì em mới dừng. Còn mọi người ủng hộ thì em vẫn làm. Đó, vẫn cập nhật cho mọi người xem một cái sự oan ức của gia đình cũng như của chị Hà. Rồi chắc là video này em sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào mọi người.